Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiển Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 16, Ma Vương. Giữa đêm đen như mực, chiến giáp đen bóng trên người Yến Trì lấp loáng phản chiếu ánh lửa trông càng yêu dị cuồng ngạo. Hắn cưỡi ngựa đến thẳng cửa phủ, động tác ghim cương mạnh mẽ khiến con ngựa trồm lên hí một tiếng vang dội. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ hầu phủ yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất. Không phải đội ngũ đưa dâu đến, mà là một đội quân tinh nhuệ khí thế rung trời. Bọn họ là binh lính ở đâu vậy? Mà người thủ lĩnh trẻ tuổi khí phách bức người này lại là ai? Yến Trì, tiểu thất, có phải là tiểu thất đó không? Giữa không khí đang lặng ngắt như tờ, giọng nói vui mừng kích động của thái trưởng công chúa vang lên. Bà đứng dậy, bước đi khẽ run rẩy hướng về phía cửa lễ đường. Nhìn thấy vậy, Giang Thị và An Dương Hầu mỗi người một bên dìu bà đi xuống. Bên ngoài cửa phủ, Yến Trì còn đang ngồi trên lưng ngựa khẽ nhướng mày. Hắn cong môi, ném roi ngựa và trường thương về phía thuộc hạ rồi xoay người nhảy xuống ngựa, lập tức bước vào trong phủ. Dưới ánh đèn rực sáng trong lễ đường, hắn ngược sáng bước vào, tất cả mọi người không tự giác đều nheo mắt. Chiến giáp đen bóng lạnh lẽo bức người, áo choàng màu đỏ đậm bay theo từng bước chân. Yến Trì đi giày tím theo hình rồng vàng, thân hình cao gầy sải bước như sao băng, phong thái đúng chất quân nhân đi đến trước mặt mọi người. Khí thế của hắn rất dọa người, thế nhưng khiến cho người ta chú ý lại chính là khuôn mặt anh tuấn của hắn. Bao nhiêu năm tắm gió tắm máu trên sa trường cũng không làm cho hắn già nua thô lỗ, trái lại, sống mũi hắn thẳng đứng, lông mày như kiếm, môi mỏng sắc bén, đường nét gò má càng làm nổi bật lên thân thể cường tráng đẹp đẽ tinh xảo như tạc tượng. Cho dù trên người hắn đang mặc chiến giáp dày nặng, nhưng chỉ cần nhìn vào bước chân mạnh mẽ trầm ổn kia là người ta đã có thể hình dung được dưới lớp chiến bào này là một cơ thể cường tráng từ trong xương cốt khiến người ta khuất phục. Mà ở hình dáng với uy thế khiếp người này, khiến cho người ta không rời mắt được chính là đôi mắt phượng thuôn dài của hắn, lông mi đen dài, con ngươi sâu thẳm vừa giống như cất giấu ánh trăng trên sa mạc, lại vừa giống như ánh mặt trời rực cháy, cực kỳ chấn động lòng người. Tất cả quan khách đứng ở đây, bất kể nam nữ già trẻ khi nhìn thấy hắn đều phải ngây người. Luận về tuấn mỹ không ai bì được, luận về khí thế cũng chẳng ai sánh bằng, giữa thiên hạ này lại có một nam nhi tôn quý ngạo nghễ như vậy ư? Tiểu thất, có phải tiểu thất đến hay không? Thấy Yến Trì vào phủ, thái trưởng công chúa vội vàng bước lên trước hai bước. Yến Trì nghe thấy thế liền cười sảng khoái. Đã 8 năm không gặp, cô nãi nãi vẫn nhận ra tiểu thất ư? Nói xong câu này, Yến Trì bước nhanh mấy bước đến trước thái trưởng công chúa, vén chiến bào lên quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành một đại lễ. Yến Trì phụ ngự lệnh đến chúc mừng, Yến Trì thỉnh an cô nãi nãi. Động tác Yến Trì lưu loát, giọng nói mạnh mẽ, toàn thân một mảnh tinh nhuệ giỏi giang, tuy là đang hành lễ, khí thế cũng không giảm chút nào. Thái trưởng công chúa thấy thế khóe mắt lập tức ửng đỏ, tiến lên một bước đưa tay nâng Yến Trì dậy. Tiểu thất, đúng là tiểu thất rồi, hoàng thượng để con tới đây. Mau đứng dậy, cô nãi nãi đã 8 năm không gặp con rồi. Yến Trì đứng dậy, mắt phượng hơi hẹp, trên mặt chỉ toàn ý cười, trong mắt cũng như rực sáng lên, khiến cho người ta vừa nhìn là biết tâm tình hắn đang rất tốt. Là hoàng thượng cho tiểu thất đến đây, đại hôn của thế tử, hoàng thượng lệnh tiểu thất tới tặng lễ. Nói xong, Yến Trì nhìn về phía Nhạc Giá bên cạnh. Chúc mừng Giá huynh. Nhạc Giá nhìn Yến Trì nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi giật mình, giống như chưa phản ứng kịp Yến Trì là người nào. Thái trưởng công chúa nhìn thấy biểu cảm này của hắn liền cười. Giá nhi, con quên rồi sao? Đây là Trì nhi nhà thúc thúc Duệ Thân Vương của con đó. Nhạc Giá chợt bừng tỉnh, vội vàng chắp tay. Hóa ra là Trì đệ, năm đó ở kinh thành Trì đệ được Vương thúc đưa đi nhập ngũ, rồi ta cũng đến Cẩm Châu này, tính ra huynh đệ ta đã hơn 10 năm không gặp rồi, lần này Trì đệ đi đường xa đến đây, vì huynh lại không tiếp đón từ xa được rồi. Lời này vừa nói xong, quan khách xung quanh không nhận ra Yến Trì giờ đây đồng thời giật mình. Đây là Yến Trì, là thế tử của Duệ Thân Vương. Họ Yến là quốc họ của Đại Chu, Duệ Thân Vương Yến Lẫm là huynh đệ ruột của đương kim thánh thượng. Mà Yến Lẫm quân công hiển hách, trấn thủ Sóc Tây nhiều năm, là công thần bậc nhất của Đại Chu. Còn thế tử Yến Trì này ngay từ nhỏ đã được đưa vào Sóc Tây quân rèn luyện, bởi vậy mới rèn ra được khí thế uy vũ từ trong xương tùy. Đại hôn của An Dương Hầu thế tử có hắn đến chúc mừng cũng đủ thấy Hoàng thượng coi trọng An Dương Hầu phủ đến cỡ nào. Cái gì? Tân nương vẫn còn chưa đến. Yến Trì hơi kinh ngạc, trời đã tối lắm rồi, hắn vốn tưởng rằng hôn lễ sắp kết thúc rồi cơ. Nhạc Giá than thở. Cũng không biết vì sao lại trễ lâu đến vậy, lẽ ra phải đến từ sớm rồi. Yến Trì cười nói. Việc tốt thường hay gặp trắc trở, Giá huynh đừng lo lắng. Thái trưởng công chúa nắm tay Yến Trì không muốn buông ra, tuổi tác càng lớn thì bà càng cưng chiều đám tiểu bối, bà nhìn thoáng qua phía cửa phủ. Binh lính bên ngoài là binh lính của con à? 3 tháng trước ta còn nghe nói con đánh thắng trận ở phía Tây, sao bỗng nhiên lại trở về kinh thành rồi? Yến Trì nghe thế hơi gượng cười. Chuyện này nói ra thì dài dòng, cô nãi nãi muốn nghe thì sau hôn lễ lại nói cho người nghe. Tóm lại tiểu thất vừa về đến kinh thành, ngay cả ghế cũng ngồi chưa ấm mông đã bị thánh thượng hạ chỉ chạy về Cẩm Châu. Nói đến kinh thành, thái trưởng công chúa hơi chau mày. Kinh thành loạn lạc như thế, vất vả cho hắn vẫn còn nhớ đến đây. Đáy mắt Yến Trì hiện lên một tia sáng. Cô nãi nãi yên tâm, mọi việc trong kinh đã định ra rồi, mặc dù thánh thượng công việc bận rộn nhưng đại sự của cô nãi nãi thì thánh thượng không dám quên chút nào. Thái trưởng công chúa bị chọc cười. Con lại nói tốt cho hắn. Chỗ này đông người, lại bị nhiều người đang quan sát chăm chú nên Yến Trì phải chuyển đổi đề tài. Thánh thượng không chỉ không quên người, mà vẫn còn nhớ kỹ hầu gia, phu nhân và 2 vị công tử. Lần này tiểu thất mang đến rất nhiều lễ vật, đợi lát nữa sẽ mang vào trong phủ. Thái trưởng công chúa lắc đầu cười. Chẳng lẽ ta còn tham lễ vật của hắn sao? Lễ đường tuy rộng nhưng tất cả quan khách ở đây đều đang chú ý lắng nghe. Tần Hoan vừa rồi phải khó khăn lắm mới đi ra được khỏi đám đông. Nàng tận mắt nhìn thấy Yến Trì đi vào phủ, sau đó lại biết được thân phận của Yến Trì, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người trong thành Cẩm Châu đa phần không biết đến Yến Trì, thế nhưng ở kinh thành danh tiếng của Yến Trì lại vang dội như sấm bên tai. Vị thế tử thân vương này thân phận cực kỳ tôn quý, chỉ xếp sau mấy vị hoàng tử đương triều, nhưng 10 tuổi hắn đã được đưa vào quân doanh, rèn luyện suốt 12 năm. Bắt đầu từ 7 năm trước, vị thế tử Duệ Thân Vương này luôn luôn đứng đầu trong bảng công trạng hàng năm dâng lên thánh thượng. Thế cho nên mặc dù bản thân hắn quanh năm không sống ở kinh thành thế nhưng những tin đồn liên quan đến hắn lại nhiều vô số kể. Có tin đồn nói hắn chính là chiến thần hạ giới, dùng sức một người chém giết hàng trăm vạn giặc nhung, hoặc là nói hắn trong quân đội hành vi phóng túng vô pháp vô thiên, hoặc là còn có người nói hắn bị mắc bệnh lạ, có sức lực cường đại nhưng mệnh lại không lâu dài. Mà danh hiệu Ma Vương của hắn trong quân đội cũng theo lời đồn mà truyền về kinh thành, khiến cho trẻ con nghe thấy cũng phải ngừng khóc. Nguồn gốc của danh hiệu này là do lần đó hắn thẩm vấn tù binh giặc nhung, tự hắn phát minh ra 108 loại khổ hình khiến người kinh sợ. Giặc nhung rất độc ác, yêu thích giết chóc, đối với bách tính nơi biên cảnh mà nói thì bọn chúng giống như ác quỷ, nhưng đám ác quỷ kia rơi vào trong tay vị Ma Vương này cũng trở nên ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, không dám làm càn. Bởi vậy mới có thể thấy được con người Yến Trì này đáng sợ đến mức nào. Nhưng từ trước đến nay Tần Hoan chưa bao giờ được gặp tận mắt Ma Vương, cũng không ngờ được rằng sau khi sống lại được nhìn thấy hắn. Tần Hoan đang mải cảm thán thế sự khó lường thì bất thình lình bị một người đụng nhẹ vào người. Tần Hoan quay lại nhìn thấy đó là một công tử trẻ tuổi vừa bị chen đến bên cạnh nàng. Tần Hoan liền quay đầu nhìn sang hai bên, cho là bản thân mình đã cản đường người ta nên đứng dẹp sang một bên nhường đường. Đúng lúc này, một tiếng bẩm báo của binh lính vang lên. Báo! Hầu gia, đội ngũ đưa dâu của Tống Quốc Công Phủ đến rồi. Hắn hơi ngừng lại rồi bổ sung một câu. Lần này là thật, xin hầu gia mau chóng chuẩn bị. Cho dù có là hiểu lầm thì cũng không thể nào hiểu lầm tận 2 lần. thế nên trong chớp mắt cả lễ đường liền náo nhiệt trở lại. Các quan khách vừa bị Yến Trì dọa cho lùi xuống, giờ lại tiếp tục tiến lên phía trước, khiến cho Tần Hoan cũng bị chen lấn theo dòng người ra phía cửa. Nàng vừa mới gặp thoáng qua vị công tử trẻ tuổi kia, mặc dù cảm giác có chỗ nào đó kỳ quái thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn về hướng phố đêm bên ngoài cửa hầu phủ. Ở cuối con đường, nghi trượng cờ lễ màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn lồng, giống như áng mây chiều đang bay đến. Chương 17, Tân Nương không đầu. Đội cờ lễ nghi trượng màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn lồng, giống như một áng mây chiều chậm rãi bay dần đến cổng phủ. Thái trưởng công chúa nhìn sang Yến Trì, rồi lại nhìn đám con cháu, vẻ mặt cực kỳ kích động. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nói xong thái trưởng công chúa một tay giữ chặt Yến Trì, một tay giữ chặt thế tử Nhạc Giá. Giá nhi, đi thôi, tổ mẫu đi đón dâu cùng với con. Nếu đúng theo lễ nghi thì thái trưởng công chúa ngồi trên vị trí cao nhất của lễ đường, nhưng mà mọi người đã đợi vị tân nương này đến mòn con mắt. Tân nương gả đi xa cũng là không dễ dàng gì, cho nên nếu có thể ra khỏi phủ đón dâu thì có nghĩa là An Dương hầu phủ cực kỳ có thành ý. Vì thế thái trưởng công chúa kéo tay Nhạc Giá và Yến Trì đi về phía trước, An Dương hầu Nhạc Quỳnh và Giang Thị ở phía sau, tiểu quận chúa và nhị thiếu gia An Dương hầu phủ Nhạc Thanh cùng nhau đi ra cửa. Nhìn thấy chủ nhà đều đi ra cho nên các quan khách cũng vội vàng đi ra theo. Rất nhanh sau đó trước của An Dương hầu phủ có hàng mấy trăm vị quan khách đều mang thân phận vương công quý tộc đứng chật kín dưới hàng lụa đỏ báo hỉ. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn xem, đây mới giống đội ngũ đưa dâu, không hổ là danh môn kinh thành, khí thế hoành tráng đến thế này, chính là trăm năm khó gặp ở thành Cẩm Châu. Kìa, thấy kiệu hoa rồi. Đội nghi trượng đi chậm chậm đến, từ rất xa. Ngoài người dẫn đầu thì đã có thể nhìn thấy bóng dáng kiệu hoa. Kiệu hoa 8 người nâng, thân kiệu sơn đỏ màn kiệu phủ châu báu, theo sát sau đó là của hồi môn của Tống Quốc Công Phủ. Trong bóng đêm mông lung giống như một con rồng dài thấy đầu không thấy đuôi, mang theo sự tôn quý cùng cao cao tại thượng trốn kinh thành uy nghi tiến đến. Nghe nói lần này xe ngựa chờ của hồi môn có tận hơn 20 chiếc, còn chưa kể nô bộc bồi giá. Tống Quốc Công Phủ đúng là đã chi rất mạnh tay. Dù sao cũng là gả cho An Dương hầu phủ, hầu gia mang quân công trên người, lại còn có thái trưởng công chúa ở đây. Các vị quan khách nghị luận không ngừng, Tần Hoan bị chen đến tận nơi xa nhất bên cạnh, mới vừa đứng được lại đã thấy Phục Linh chen ra giữa đám người. Rốt cuộc cũng tìm được tiểu thư, vừa rồi mới đi ra khỏi lễ đường đã bị người ra chen lấn xô đẩy không thấy tiểu thư đâu nữa. Tần Hoan giữ chặt nàng đứng vững. Người nhiều lắm, đừng lo lắng. Phục Linh gật gật đầu, bỗng nhiên khẽ nói. Tiểu thư, lão phu nhân và mọi người ở bên kia. Phục Linh nói xong giơ tay lên chỉ. Tần Hoan nhìn theo hướng tay quả nhiên thấy cách đây tầm 7-8 người chính là Tưởng Thị đang đứng cùng đám người Lâm Thị. Mà mọi người cũng đã nhìn thấy Tần Hoan, lúc này sắc mặt ai nấy cũng đều rất phức tạp. Trong lòng Tần Hoan hiểu rõ. Nhất định là mọi người đã biết chuyện nàng cứu thái trưởng công chúa rồi. Ánh mắt Tưởng Thị đặc biệt âm trầm hơn so với mọi người. Nếu là Cửu tiểu thư lúc trước thì không chỉ có không dám đối diện, mà còn là bị Tưởng Thị nhìn một cái đều sợ gần chết. Thế nhưng Tần Hoan của hiện tại thì cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thị rồi sau đó đường chính quay đi chỗ khác. Dáng vẻ ung dung tự tại đó của nàng khiến cho Tưởng Thị nhíu chặt mày. Tiểu thư, thái trưởng công chúa nói gì với người vậy? Sao để cho người ở đó cả ngày trời? Nô tỳ nhìn ánh mắt của lão phu nhân tựa như không hề thích chuyện này. Tiểu thư, thật không ngờ người hôm đó được cứu lại chính là thái trưởng công chúa. Tần Hoan lưu lại một ngày, mặc dù Phục Linh đi theo nhưng là đứng chờ ở bên ngoài. Đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nàng. Tần Hoan dịu dàng mỉm cười. Thái trưởng công chúa nói y thuật của ta tốt. Còn về phần lão phu nhân, bà ta sẽ không thích. Phục Linh chớp mắt, hơi mơ hồ, ánh mắt của Tưởng Thị thật sự rất đáng sợ. Đến rồi, Giá Nhi, tân nương của con đến rồi. Đội ngũ đưa dâu đi đến càng ngày càng gần, trong phút chốc pháo nổ rền vang khắp cửa hầu phủ, không khí cực kỳ náo nhiệt vui mừng. Gần như ngay lúc đó, một con khoái mã chạy như bay lao đến. trên ngựa là một nam tử tuấn lãng mặc hoa phục màu tràm. Ngựa phi đến trước cửa, nam tử nhanh nhẹn ghìm cương ngựa rồi xoay người nhảy xuống, vén áo bào lên quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Thái trưởng công chúa, bái kiến hầu gia, phu nhân, tiểu chất là Ngụy Ngôn Chi, phụng mệnh quốc công gia đến đưa dâu. An Dương Hầu Phủ đã sớm biết thân phận của người đưa dâu, chính là cháu ngoại của Tống Quốc Công, cũng chính là một nhân tài trẻ tuổi, hiện tại hắn ở kinh thành nhậm chức tuần phòng doanh. Nhạc Quỳnh cười tiến lên nâng người dậy. Được rồi, hiền chất xin hãy đứng lên, đi đường xa mệt nhọc con rồi. Ngụy Ngôn Chi đứng dậy liền nói. Không dám. Vừa quay đầu lại thì Kiệu Hoa đã dừng ngay trước mắt. Kiệu Hoa đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu, pháo nổ rền vang, tiếng nhạc hỉ cũng cất lên, nơi nơi rực rỡ náo nhiệt, Kiệu Hoa 8 người khiêng nạm vàng chạm bảo, xung quanh thêu đầy phượng hoàng triều dương cùng với kỳ lân tống tử chậm rãi dừng lại ở trước cửa phủ. Thấy được An Dương Hầu Phủ ở ngay trước mặt, một hàng người hầu đi theo đội ngũ đưa dâu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người người đều bị cuốn hút bởi hôn lễ náo nhiệt, ai ai cũng cực kỳ vui mừng. Lễ quan của hầu phủ tiến lên. Tân nương đến, giờ lành đã đến, mời thế tử gia định càn khôn. Tập tục hôn lễ của Đại Chu có rất nhiều, định càn khôn để đón Kiệu Hoa cũng là một loại trong số đó. Lễ quan vừa dứt lời, lập tức có người hầu dâng lên một bộ cung tên buộc lụa đỏ. Tất cả nhạc gia đều là võ tướng, ai ai cũng có võ công hơn người, nhạc giá cầm cung tên lên tay, dương cung chuẩn bị. Lễ quan tiếp tục hô. Một, tên bắn lên trời, trời ban lương duyên, tân nhân vào cửa. 2. Tên bắn xuống đất, đất phối đôi người, tân nhân bách niên hòa hợp. 3. Tên bắn lên kiệu, tìm được kiều thê, lòng định càn khôn. Phập. Một âm thanh vang lên, tiếng mũi tên cuối cùng vững vàng cắm trên cửa Kiệu Hoa. Cả lễ đường như vỡ òa trong tiếng hoan hô cùng tiếng trầm trồ tán thưởng, cộng thêm tiếng pháo nổ chưa dứt, đẩy sự náo nhiệt lên đến đỉnh cao. Cho dù Tần Hoan là một người không hề thích náo nhiệt, thế nhưng giờ phút này cũng bị cuốn hút, hai mắt nàng sáng trong, cực kỳ mong chờ nhìn về phía cửa kiệu. Càn khôn đã định, thiên trường địa cửu thiên trường, mời thế tử ra đá cửa kiệu. Theo tiếng hô của lễ quan, vẻ mặt nhạc giá phấn khởi hẳn lên. Mặt Thái trưởng công chúa mang đầy ý cười. Đi đi, nhớ nhẹ một chút, đừng để dọa đến cháu dâu. Nhạc giá cười đáp lại, đi về hướng Kiệu Hoa, đây là lần thứ 2 tiếp kiệu, qua lần này thì tân nương tử có thể ra khỏi kiệu để hành lễ rồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về đây, nhạc giá đi đến trước cửa kiệu, hắn phất phất ống tay áo, nét mặt rất nghiêm nghị, chắp tay cúi người hành lễ về phía cửa kiệu. Mời phu nhân xuống kiệu. Nói xong, hắn co chân đá một cái nhẹ về hướng cửa kiệu. Đá cửa kiệu mang ý nghĩa là nam nữ kết thành phu thê sau này tôn trọng bình đẳng lẫn nhau. Tân lang đá kiệu xong phải chờ tân nương đá lại mới có thể vén màn kiệu lên. Nhưng nhạc giá đá xong thì bên trong kiệu không hề có phản ứng gì. Nhạc giá đợi một lúc rồi chau mày nhìn về phía lễ quan. Lễ quan cũng không ngờ đến tình huống này, vì vậy ho nhẹ một tiếng. Mời thế tử đá cửa kiệu lại một lần nữa, sau này phu quân không sợ nương tử. Thế tử không tỏ ra yếu đuối, cùng nhau ân ái đến bạc đầu. Nhạc giá nghe lệnh, lại đá cửa kiệu một lần nữa, hắn vốn là võ tướng, lần trước đá là rất nhẹ nhàng lễ độ, còn lần thứ 2 này lại mạnh hơn một chút. Có khi nào do đường xá xa xôi nên tân nương tử mệt quá ngủ thiếp đi. Đá lần thứ 2 xong, trong Kiệu Hoa vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhạc giá nhíu mày. Bản năng người học võ báo cho hắn một dự cảm không lành. Cho dù tân nương tử có ngủ thiếp đi, hoặc là không muốn tuân theo lễ nghi này, nhưng chỉ cách một màn kiệu thì ít nhất hắn cũng phải nghe được hơi thở của người ngồi bên trong. Hiện tại xung quanh đã không còn tiếng người nói, pháo cũng đã đốt hết, vậy mà bên trong kiệu cực kỳ tĩnh lặng, không hề nghe thấy một tiếng động nào. Tân nương tử đâu mất rồi? Không chỉ nhạc giá, đám người xung quanh nhìn thấy đá kiệu tận 2 lần nhưng không có phản ứng gì nên cũng bắt đầu sửng sốt. Đừng nói là gả cho An Dương Hầu Phủ, ngay cả người bình thường thành thân thì tân nương tử cũng không thể không phối hợp. Hôn lễ chú trọng lễ nghi thuận lợi viên mãn mới là đại cát, chẳng lẽ tiểu thư nhà Tống Quốc Công Phủ lại không biết giữ quy củ đến thế này? Vẻ mặt mọi người hơi nghiêm trọng, tất cả đều tập trung về phía Kiệu Hoa. Lễ quan hơi khó xử, trong lòng còn trách móc, tiểu thư Tống Quốc Công Phủ này đúng là không chừa mặt mũi cho An Dương Hầu Phủ. Nghĩ như vậy, lễ quan nói rành mạch. Giờ lành đã đến, mời thế tử ra vén màn kiệu. Nhạc Giá vốn đang cảm thấy kỳ quái, nghe lời này liền không do dự nữa, lập tức vén màn kiệu lên. Màn kiệu vừa được vén lên, hai mắt Nhạc Giá lập tức run rẩy. Cũng ngay lúc đó, quan khách xung quanh vốn tràn đầy chờ mong được thấy tân nương, nhưng vừa nhìn thấy sự tình bên trong kiệu thì ai ai cũng biến sắc, sau đó là liên tiếp những tiếng hét sợ hãi chói tai khiến cho sự vui mừng náo nhiệt ban nãy bay đi hoàn toàn. Tân nương của Nhạc Giá vẫn ở đó, nàng mặc giá y đỏ thẫm theo hình mẫu đơn cực kỳ phú quý. Nàng ngồi ngay ngắn hiền thục thủ lễ trong kiệu. Nhưng ở bên ngoài kiệu, Nhạc Giá đã từng chinh chiến xa trường, giết địch vô số, giờ đây lại cảm thấy sởn gai ốc. Hắn nhìn chằm chằm vào đoạn cổ đã bị cắt đứt của tân nương, huyết dịch toàn thân cũng đã ngừng chảy từ lâu. Tân nương của hắn, giá y đỏ như lửa, dáng người thướt tha, nhưng lại trơ trọi không có đầu. Chương 18, lần đầu gặp gỡ. Dưới ánh đèn sáng rực, kiệu hoa chói mắt, nhưng bên trong kiệu không gian nhỏ hẹp ánh sáng mờ ảo, tân nương không có đầu toàn thân mặc giá y đỏ sẫm yên lặng ngồi đó. Nếu như không nhìn kỹ thậm chí vẫn cảm thấy bên trong kiệu là một người sống. Mồ hôi lạnh toàn thân Nhạc Giá chảy xuống như mưa, sống lưng cũng cảm thấy rét lạnh, cả người ngây ra như pho tượng, mãi đến khi có đủ mọi loại tiếng la hét sợ hãi vang lên từ đằng sau mới kéo hồn vía hắn trở về, hắn lập tức khép màn kiệu lại. Chuyện gì thế này? Ta có phải hoa mắt rồi không? Thái trưởng công chúa không thể tin được nhìn về hướng màn kiệu, lại nhìn ra xung quanh thấy ánh mắt hoảng sợ của mọi người, bà nhất thời ngẩn ra. An Dương Hầu Nhạc Quỳnh bước nhanh đến, lại vén màn kiệu lên, Ngụy Ngôn Chi cũng bám sát theo. Hắn thoáng qua theo hướng cửa sổ kiệu, sau đó sắc mặt trắng bệch, chân cũng lùi lại sau hai bước, hốc mắt đỏ ửng lên. Không thể nào. Chiều nay bọn ta còn nói chuyện, không thể nào. Biến cố phát sinh quá đột ngột, hai tỷ nữ phía sau chạy tới, một người vén màn cửa sổ kiệu lên rồi sau đó đồng thời giật mình sợ hãi thét chói tai lùi về phía sau, còn chưa lùi được mấy bước đã cùng nhau ngã nhào xuống đất gào khóc. Tiểu thư làm sao có thể? Trời ơi, tiểu thư chết rồi. Tiểu thư của chúng ta chết rồi, điều này sao có thể? Người của Tống Quốc Công Phủ đều biết đã xảy ra chuyện, tất cả đều quỳ xuống đất khóc lóc. Đây là chuyện vui trăm năm khó gặp ở thành Cẩm Châu, ai cũng không ngờ tới sẽ có án mạng xảy ra, không những thế lại còn là trong cảnh tân nương không đầu cực kỳ đáng sợ như thế này. Các quan khách vốn đã đợi cả một ngày dài, giờ bị dọa sợ xong cũng dần dần ý thức được ra phải nhanh rời khỏi An Dương Hầu Phủ. Đúng là cực kỳ xui xẻo, tân nương tử chết vào ngày đại hôn. Các người có thấy rõ không, tân nương tử không có đầu, may mà chúng ta đông người, nếu không lão thân đã bị dọa chết rồi. Đi thôi, chuyện liên quan đến mạng người rất nhanh sẽ có quan phủ đến đây, chúng ta chớ có dính đến phiền toái. Quan khách nghị luận sôi nổi, phần lớn đều ra khỏi phủ đi về, chỉ có một ít người to gan lớn mật nhìn về hướng kiệu hoa bên này. An Dương Hầu Nhạc Quỳnh vỗ lưng Nhạc Giá để hắn tỉnh hồn lại, rồi sau đó chắp tay về hướng các vị quan khách. Chư vị, thật sự rất xin lỗi, hôm nay đại hôn không thành, lại khiến mọi người chờ đợi uổng công, hiện tại trời đã tối muộn rồi, bản hầu lập tức phân phó hạ nhân đưa chư vị về nhà. Ngày khác bản hầu sẽ tự mình đến nhà chư vị tạ lỗi. Nghe lời này xong, mọi người liên tiếp đáp lời. Không dám. Nháy mắt sau có một nam nhân thấp béo mặc hoa phục đi ra từ trong đám đông. Hầu gia, có cần lập tức sai người lại đây không? Đây là án mạng, hầu gia tính thế nào? Người vừa nói chuyện chính là tri phủ thành Cẩm Châu Hoắc Hoài Tín, đã xảy ra án mạng nên đương nhiên là do hắn tiếp nhận. Thế nhưng sự tình có quan hệ đến An Dương Hầu Phủ nên hắn phải hỏi ý của Nhạc Quỳnh. Nhạc Quỳnh nghe thế liền lập tức chắp tay. Hoắc huynh, chuyện này liên hệ trọng đại, làm phiền huynh rồi. Người chết là con gái của Tống Quốc Công Phủ ở Kinh Thành, mà lại chết trên đường đưa dâu. Nếu như Tống Quốc Công Phủ làm ầm ĩ lên thì chắc chắn An Dương Hầu Phủ phải chịu liên lụy, nên nếu không thể điều tra ra chân tướng thì thanh danh của An Dương Hầu Phủ sẽ bị hủy hoại. Hoắc Hoài Tín hiểu được ý tứ của Nhạc Quỳnh nên lập tức phân phó thủ hạ. Lập tức bảo tề bộ đầu dẫn người lại đây. Thủ hạ đáp lời rồi chạy đi. Hoắc Hoài Tín lập tức đi đến phía Kiệu Hoa, thân hình hắn hơi béo lùn, dáng vẻ hoàn toàn bình thường nhưng đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. Hắn xốc màn kiệu lên nhìn một lúc rồi bình tĩnh xoay người lại. Hầu gia, hiện tại nhân lúc bộ đầu còn chưa đến, chứ cứ trấn an quan khách hôm nay đã, tân nương là chết ở dọc đường, không liên quan đến An Dương Hầu Phủ. Lời này vừa nói ra, Ngụy Ngôn Chi hai mắt đỏ ửng đứng ở bên cạnh lập tức tiến lên. Không, hầu gia, Tiểu Nhu là chết ở trong thành Cẩm Châu, là vì gả cho An Dương Hầu Phủ mà đến đây, người không thể không quản việc này, người nên vì Tiểu Nhu đòi một cái công đạo. Vừa nghe thấy Ngụy Ngôn Chi hiểu sai ý, Nhạc Quỳnh vội nói. Hiền chất đừng vội, không phải Hoắc Chi Phủ có ý này. Ngươi yên tâm, chuyện này An Dương Hầu Phủ nhất định phải quản đến cùng, có Hoắc Chi Phủ ở đây chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Hiền chất dẫn theo người của Tống Quốc Công Phủ lập tức vào trong An Dương Hầu Phủ đi, các ngươi đã cùng nhau đưa dâu đến đây, việc này cũng cần phải có các ngươi phối hợp. Hoắc Hoài Tín vội vàng gật đầu. Đúng là như vậy, các ngươi trước tiên phải bình tĩnh lại, chút nữa còn phải lần lượt hỏi các ngươi. Ngụy Ngôn Chi giống như bị rút mất hồn phách cứ thế gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đau khổ. Còn phía bên này Thái trưởng công chúa cũng ôm ngực được Yến Trì và Giang Thị đỡ đi vào trong nội viện. Yến Trì đã nhiều năm chinh chiến nên đương nhiên không sợ hãi người chết, nhưng chuyện này khiến cho hắn chấn động không ít. Tống Nhu kia chính là tân nương, ai lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết nàng. Cô nãi nãi đừng quá đau buồn, bất thình lình xảy ra chuyện này, thân thể người mới là quan trọng nhất. Thái trưởng công chúa ôm ngực, không ngớt xót xa. Đang êm đẹp thế này, sao lại? Cô nương kia mới có 17 tuổi, vốn là sẽ làm cháu dâu ra, như thế nào lại? Nói xong, Thái trưởng công chúa túm lấy tay Giang Thị. Con đi thương lượng với Nhạc Quỳnh, mau mau phái người đi Kinh Thành báo tang, chúng ta chỉ là mất đi một hôn lễ thôi, còn Tống Quốc Công Phủ lại mất đi một vị ái nữ, Giang Thị đáp lời, sau đó Thái trưởng công chúa lại túm lấy Yến Trì. Tiểu thất, khi nào con đi? Hôn lễ không còn nữa, con. Yến Trì vội lắc đầu. Cô nãi nãi yên tâm, thánh thượng cho con thời gian 2 tháng, con còn có thể ở lại đây nhiều ngày nữa. Trước mắt hầu phủ xảy ra chuyện, con tiện thể có thể ở lại xem có hỗ trợ được gì không. Thái trưởng công chúa gật đầu yên lòng, cứ thế đi về viện của mình nghỉ ngơi. Yến Trì cũng không ở lại mà đi thẳng đến cửa phủ, chuyện xảy ra tối nay thật sự là kỳ quái đáng sợ, hắn vừa muốn giúp hầu phủ, lại vừa muốn tìm tòi điều tra. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi. Sao người chẳng sợ hãi chút nào vậy? Đêm nay nô tỳ nhất định sẽ mơ thấy ác mộng, thật là đáng sợ, sao nô tỳ lại đi chen chúc lên nhìn tân nương chứ, sau này nô tỳ mà nhìn thấy kiệu hoa thì sẽ sợ hãi. Bởi vì kiệu hoa vẫn để ở cửa chính cho nên không ai muốn đi ra hướng đó cả. Vì thế mọi người lại đi vào trong phủ, xuyên qua phòng khách đi về phía cửa Tây để ra về. Mà Tần Hoan lại là người cuối cùng đi qua cửa chính của phủ, nàng chau chau mày, bước chân cực kỳ chậm rãi. Tân nương tử làm sao lại chết? Mà lại còn chết ở trong kiệu hoa. Không phải chúng độc chết, cũng không phải bị thương, mà là bị người ta chặt đầu ngay khi còn sống. Tần Hoan ngừng chân, đầu của tân nương tử đi đâu mất rồi? Tiểu thư, người làm sao vậy? Là bị dọa rồi à? Phục Linh lo lắng nhìn Tần Hoan chợt phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu. Năm đó khi phụ thân vẫn còn là một hình ngục ti sứ nho nhỏ, mẫu thân đã sinh hạ nàng ra ngay trong xe ngựa khi đang cùng phụ thân đi tra án, là một vụ án thê thiếp tranh đoạt giết hại lẫn nhau. Lúc phụ thân Nhiệm Thi ở trong phòng thì cũng là lúc mẫu thân ngay tại bên ngoài cho nàng bú sữa. Sau này khi nàng lớn lên một chút, nàng thậm chí có thể làm thư đồng cho phụ thân. Nàng ở bên cạnh trợ giúp phụ thân ghi lại những điểm quan trọng của án mạng cũng như vết thương trên thân thể người chết. Phụ thân biết y thuật, cũng tinh thông thuật nghiệm thi. Hai người có rất nhiều mối quan hệ ở bên ngoài, cũng thường xuyên qua lại cho nên nàng cũng thuận tiện học được rất nhiều kỹ năng nghiệm thi của phụ thân. Phụ thân kiến thức rộng rãi, rất nhiều lần dẫn nàng theo cùng nghiệm thi tra án. Về sau lại chính do mẫu thân nàng, bà cảm thấy được nữ nhi nhà mình cứ quanh quẩn trong hình ngục rồi lại nghiệm thi người chết mãi là không tốt, cho nên mới dẫn nàng đến bái Dược Vương Tôn Hy làm thầy, nghiêm chỉnh học tập y thuật. Sau đó phụ thân thăng chức làm đại lý tự khanh, cả nhà định cư tại kinh thành nên nàng biến thành khuê nữ nhà quan, chân không rời nhà. Thế nhưng những bộ hồ sơ vụ án của phụ thân trong thư phòng lại chính là thú vui tiêu khiển hàng ngày của nàng. Phụ thân thở dài, đáng tiếc nàng không phải là thân nam nhi. Tần Hoan thu hồi lại suy nghĩ. Người đã chết rồi thì sẽ không còn ý thức, nói đến quỷ thần thì cũng chỉ là lời đồn, có gì phải sợ. Phục Linh lắc đầu, kéo Tần Hoan đi nhanh hơn. Nô tỳ vẫn sợ hãi, tiểu thư, chúng ta đi nhanh chút, đây chính là án mạng giết người, chúng ta đừng có dính đến phiền toái. Đây có lẽ là tai ương của An Dương Hầu Phủ rồi. Tần Hoan vẫn bước đi không nhanh không chậm. Không liên quan gì đến An Dương Hầu Phủ, tân nương là chết ở trên đường, mà đã chết ít nhất 2 canh giờ trở lên, bất luận thế nào thì cũng không liên quan gì đến An Dương Hầu Phủ. Ngay bên kia bức tường ngăn cách với hành lang, Yến Trì ngừng chân lại. Tại sao nàng ta lại biết tân nương ít nhất đã chết 2 canh giờ trở lên? Ý nghĩ này vừa lóe lên, bước chân Yến Trì khẽ chuyển, đi về chỗ lối rẽ bên cạnh tường ngăn. Không chỉ có không sợ người chết, mà lại còn biết thời gian tử vong của tân nương. Yến Trì vội bước nhanh hơn, trong giây lát đã đi được đến đoạn cuối của tường ngăn. Ngay khoảnh khắc đi ra khỏi tường ngăn, hắn lập tức thấy được một khuôn mặt duyên dáng đứng cạnh ngọn đèn sắp tàn ở cách đó không xa. Hắn hơi nheo mắt, hắn đã gặp qua rất nhiều loại nữ nhân, xinh đẹp như hoa quốc sắc thiên hương đều có, thế nhưng gương mặt này khác hẳn với những sắc đẹp phàm tục mà hắn đã từng gặp kia. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 19, Ngu Xuẩn. Tần Hoan có vẻ cực kỳ ung dung tự tại, khác hoàn toàn với những quan khách đang cuống quýt sợ hãi kia. Nàng mặc y phục màu xanh thêu hoa thủy mặc, nàng chậm rãi bước qua giàn hoa tử đằng la, hương thơm trôi nổi dưới ánh đèn vàng ấm áp khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Yến Trì ở phía xa. Trong mắt hắn tất cả mọi vật đột nhiên đều trở nên trong suốt, lễ đường đỏ rực, trời đêm bao la, tất cả đều như vô hình, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của Tần Hoan chiếu thẳng vào trong tầm mắt hắn. Yến Trì từ xa nhìn lại, vốn định bước đến bên đó nhưng chợt nhớ lại biến cố tối nay của hầu phủ, hắn âm thầm lưu lại trong lòng. Ngay tại lúc hắn định quay lại cửa chính thì có một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục từ đằng xa đi đến. Chỉ liếc mắt một cái Yến Trì đã nhận ra nam tử kia là đi về hướng Tần Hoan. Hắn dừng bước, quyết định đi ra cửa phủ chậm một chút. Tần Hoan không nhanh không chậm đi về phía tây, vừa ngẩng đầu cũng thấy một nam tử đi hướng về phía nàng. Lúc này tất cả quan khách đều di chuyển về hướng tây, còn nam tử này lại đi ngược với dòng người cho nên cực kỳ dễ nhận ra, càng khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là ánh mắt của nam tử này lại rơi vào trên người nàng. Tần Hoan nhíu mày, đây chẳng phải công tử trẻ tuổi ban nãy mình vừa va chạm vào ư? Tần Hoan nhìn thấy người đến, Phục Linh cũng thấy, Phục Linh khẽ a một tiếng rồi theo bản năng kéo Tần Hoan lại. Tần Hoan quay đầu, không hiểu hỏi. Làm sao thế? Phục Linh nhăn nhó, định nói gì đó nhưng nhìn thấy nam tử kia đến gần rồi nên không mở miệng nữa. Thoáng do dự này, nam tử kia đã đến trước mặt nàng, vững vàng chặn đường đi của Tần Hoan. Tần Hoan nhíu mày, nghi hoặc nhìn người này. Người này ban nãy đụng chúng nàng đều không nói gì, bây giờ vì sao lại chặn đường nàng? Người đến thân hình cao lớn anh tuấn, dung mạo nhã nhặn, bộ hoa phục màu lam tôn lên khí chất cao quý của hắn. Lúc này hắn chăm chú quan sát nàng, trong lòng Tần Hoan rùng mình, chẳng lẽ người này là người quen cũ trước đây của Cửu tiểu thư? Nghĩ như vậy nên Tần Hoan hơi bất an, nếu là người quen cũ mà nàng lại không nhận ra, Như thế có phải quá giả tạo rồi không? Làm sao vậy? Ngươi là giả vờ không quen ta à? Tần Hoan còn đang do dự thì nam tử đã mở miệng. Hắn vừa cất lời thì Tần Hoan liền chau mày lại. Nam tử khẽ híp hai mắt rồi nhếch mép, mang theo cảm giác cao cao tại thượng rất rõ ràng. Tần Hoan hơi mím môi, người này đúng thật là người quen cũ của Cửu tiểu thư, hơn nữa thái độ này lại có chút tự cho mình là đúng rồi. Hắn là ai vậy? Dựa vào cái gì mà nói nàng không nhận ra hắn chính là giả vờ? Trong lòng Tần Hoan không thoải mái, lại không biết được thân phận của người này nên nhất thời không lên tiếng. Đang trong lúc nàng mải suy nghĩ xem phải đáp lời như thế nào thì thấy Tần Sương cách đó không xa đi đến đây. Tần Sương quét mắt về bốn phía, ngay lập tức nhìn được người đang đứng đối diện Tần Hoan. Ánh mắt nàng ta đảo qua bóng lưng của nam tử, lập tức trợn tròn mắt rồi sau đó hùng hổ lao về phía Tần Hoan. Hay cho ngươi Tần Hoan kia, chúng ta đều đang đợi ngươi, ngươi lại ở trong này quấn lấy Hoắc ca ca. Tần Sương cực kỳ giận dữ, giọng nói cũng rất lớn. Tần Hoan sửng sốt, ngay lập tức giật mình. Hóa ra vị đứng ở trước mặt này chính là công tử chi phủ Hoắc Ninh mà Cửu tiểu thư ngày trước yêu thích. Hoắc Ninh không ngờ Tần Sương lại quay lại đây, thế nhưng nghe giọng Tần Sương xong trên mặt hắn lại không có chút nào không thoải mái, lại càng không phản bác hiểu lầm của Tần Sương, giống như Tần Hoan đang thực sự quấn lấy hắn. Tần Hoan không kìm nén được nở nụ cười, nàng rất ít cười, thế nhưng khi nàng cười lên lại xinh đẹp hơn hoa. Tần Sương và Hoắc Ninh hơi ngây người, Yến Trì đứng ở phía xa cũng nheo mắt. Hóa ra là Hoắc công tử, nửa tháng trước ta bị rơi xuống hồ nên đã quên đi nhiều chuyện, người bình thường hay gặp thì ta còn nhớ rõ, còn những thứ không đáng để trong lòng thì ta đều quên mất rồi, mong Hoắc công tử chớ trách. Sắc mặt Hoắc Ninh trở nên cực kỳ khó coi, không đáng để tâm nên quên mất rồi hả? Tần Hoan nàng lại không để hắn trong lòng. Khóe môi Hoắc Ninh hơi giật giật, cất giọng ngạo mạn. Ngươi là vì sao rơi xuống hồ? Đương nhiên là hắn biết nàng vì hắn nên mới nhảy hồ. Tần Hoan nhìn Hoắc Ninh trước mặt, nàng thật sự hơi thất vọng. Thiếu niên này bề ngoài cùng gia thế cũng không tệ lắm nên đương nhiên không thiếu người ái mộ. Đối với hắn mà nói thì Cửu tiểu thư cũng chỉ là một trong những người ái mộ hắn mà thôi. Nếu như hắn thật sự không thích Cửu tiểu thư thì cũng không sao cả. Thế nhưng hắn lại vừa coi thường lại vừa hưởng thụ sự yêu thích đó của Cửu tiểu thư. Bây giờ Tần Hoan lạnh nhạt hắn, tự nhiên trong lòng hắn sinh ra cảm giác khó chịu không cam tâm. Thậm chí còn ảo tưởng rằng Tần Hoan chắc chắn sẽ không ngừng yêu thích hắn, cho nên mới cảm thấy nàng đang giả vờ không quen biết hắn. Tần Hoan cười thầm trong lòng, ánh mắt Cửu tiểu thư thực sự không tốt. Đương nhiên là trượt chân ngã xuống hồ, đêm hôm đó trời mưa to. Hoắc Ninh chau mày. Không phải, ngươi rõ ràng là vì... Tần Hoan nhìn hắn, chờ hắn nói ra chữ ta kia. Nhưng nàng nhếch môi cười châm chọc, khiến cho sắc mặt Hoắc Ninh hơi đỏ, hắn không có cách nào nói ra từ đó được rồi. Hoắc công tử cho rằng Tần Hoan là vì cái gì? Hoắc Ninh muốn nói lại thôi nên Tần Hoan lại lắc đầu thở dài. Tần Hoan rất sợ chết, trên đời này chẳng có cái gì khiến cho Tần Hoan cam tâm tình nguyện đi chết cả. Hoắc Ninh mím chặt môi không cất lên lời, hắn bình tĩnh nhìn Tần Hoan. Tần Hoan giờ đã khác. Tính tình thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Hắn dần dần cảm thấy được Tần Hoan trước mắt này đã hoàn toàn không còn là Tần Hoan trước kia hay quấn lấy mình. Mà hiện tại hắn ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt nàng trông rất giống một thằng hề đang tự mình đa tình. Nhưng con người phàm là đã yêu thích người khác thì lại có thể dễ dàng thay đổi đến thế sao? Hoắc công tử nếu không còn việc gì khác thì mời ngươi tránh đường, ta phải hồi phủ. Tần Hoan không có tí hảo cảm nào với Hoắc Ninh, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Hoắc Ninh nhìn Tần Hoan trước mặt, mấp máy môi, bỗng nhiên nói một câu như bố thí. Tối nay có chuyện chẳng lành, ta đưa ngươi hồi phủ. Nếu là Cửu tiểu thư ngày xưa, nghe thấy câu này có lẽ đã sớm đỏ mắt nghẹn lời, cảm động rơi nước mắt rồi. Thế nhưng lúc này Tần Hoan ngay lập tức đi vòng qua người Hoắc Ninh. Không phiền đến công tử, Tần Hoan đi trước một bước. Hoắc Ninh trợn mắt kinh ngạc, sau đó hắn chau mày lùi về sau hai bước, lại một lần nữa chặn đường của Tần Hoan. Hắn cẩn thận nhìn Tần Hoan, chỉ thấy ánh mắt Tần Hoan hoàn toàn băng giá, không hề có một chút ý thưởng thức mến mộ hắn. Hoắc Ninh lập tức nổi giận. Ngươi là định dùng phương pháp này để thu hút ta? Tần Hoan hơi thất thần, nhất thời giờ khóc giờ cười. Công tử chi phủ tại Cẩm Châu có lẽ thật sự là một người nổi bật trong đám thanh niên vương công quý tộc, thế nhưng Đại Chu rộng lớn, thiên hạ rộng lớn, Cẩm Châu cũng chỉ là một góc của tảng băng, con người này thật đúng là vừa ngu ngốc vừa tự đại. Thấy ý cười trong mắt Tần Hoan lại mang theo cả vẻ giễu cợt, sống lưng Hoắc Ninh thẳng lên, hất hàm. Ngươi có dùng biện pháp này cũng vô dụng, ta chỉ là nghe thấy ngươi vì ta mà nhảy hồ cho nên trong lòng ta có hơi áy náy mà thôi. Bỗng nhiên Tần Hoan cảm thấy hơi đau lòng cho cửu tiểu thư ngày xưa. Sở dĩ Hoắc Ninh chắc chắn nàng đang giả vờ là bởi vì ngày trước cửu tiểu thư thật lòng thật dạ yêu thích hắn. Thế nhưng thật đáng tiếc, Hoắc Ninh luôn luôn coi thường, không hề tôn trọng tình cảm của nàng. Nhưng mà cho dù là vậy thì cửu tiểu thư ngày trước cũng tuyệt đối sẽ không vì Hoắc Ninh như vậy mà uổng phí chính bản thân mình. Tần Hoan chau mày, nhếch mép khinh bỉ nhìn sang Hoắc Ninh lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Nàng bất đắc dĩ nói. Hoắc công tử dựa vào cái gì mới nghĩ là ta vì ngươi nhảy hồ? Dựa vào sự đần độn hay sự ngu xuẩn của ngươi? Hay là dựa vào bị thịt này cũng với thân phận công tử chi phủ? Nàng nói xong liền hài lòng nhìn vào sắc mặt nhăn như khỉ của Hoắc Ninh. Nếu thật sự không cần thiết thì Tần Hoan tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo phạm tôn nghiêm của người khác. Thế nhưng nếu là người đó không tôn trọng nàng trước, thì chắc chắn nàng sẽ không chịu đựng để cho một kẻ ngu xuẩn vừa nông cạn vừa ngạo mạn ở trước mặt nàng diễu võ dương oai. Chương 20 có chuyện lớn. Sắc mặt Hoắc Ninh đỏ bừng trợn mắt nhìn Tần Hoan. Không phải nàng rất thích hắn sao? Sao nàng lại dám láo xược như thế? Hắn ngu ngốc, hắn đần độn, hắn chỉ là tên bị thịt cùng với thân phận công tử chi phủ. Hoắc Ninh siết chặt nắm tay suýt chảy máu, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, mà sự sỉ nhục này đến từ một nữ tử, lại là nữ tử xưa giờ vẫn yêu thích hâm mộ hắn. Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức cực điểm. Hoắc Ninh bừng bừng lửa giận nhìn Tần Hoan, nhưng hắn vẫn chưa phát tác thì Tần Sương ở bên cạnh còn kích động nhiều hơn, nàng ta tiến lên một bước, vung tay về phía Tần Hoan. Ngươi cái tiểu tiện nhân này, sao ngươi lại có thể vô lễ như vậy với Hoắc? Chữ ca ca còn chưa nói ra khỏi mồm thì bàn tay của Tần Sương đã bị Tần Hoan giữ lại. Tần Hoan bình tĩnh túm lấy cổ tay của Tần Sương, trực tiếp khiến cho Tần Sương đau đến mức đỏ cả mắt. Tần Sương cố sức vùng vẫy nhưng cũng không biết vì sao Tần Hoan nhìn có vẻ nhu nhược nhưng tay nàng mãi cũng không thoát ra được. Ngay lập tức Tần Sương nhớ đến lúc Tần Hoan hung dữ kéo mình xuống hồ, trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, nhất thời liền hối hận. Ngươi muốn làm gì? Tần Hoan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Ánh mắt nàng lạnh lùng u tối như đáy vực, Tần Sương bị nàng nhìn đến mà lạnh cả sống lưng, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng lên, rất nhanh chiếm trọn lấy thân thể mập mạp của nàng ta. Ta không phải cố ý. Tần Sương vừa nói vừa vùng vẫy, đột nhiên Tần Hoan lại thả tay nàng ta ra. Tần Sương bị bất ngờ không đề phòng nên không giữ được trọng tâm, lùi về sau hai bước rồi ngã nhào xuống đất, trong mắt nàng ngấn lệ, nước mắt trực tiếp rơi xuống, thế nhưng nàng ta lại không dám khóc lớn, dáng vẻ vừa chật vật vừa buồn cười. Tần Hoan phất nhẹ ống tay áo, vòng qua người Hoắc Ninh đi về phía cửa tây. Hoắc công tử không cần phải tin vào mấy lời đồn nực cười này, ngược lại ta cảm thấy được tài học và nhân phẩm của Hoắc công tử cực kỳ xứng đôi với Lục tỷ ta. Tần Hoan nói xong, quay đầu lại nhìn thấy Phục Linh còn đang ngơ ngác. Phục Linh, em nói xem. Phục Linh sững sốt, sau đó lại cười khúc khích. Phải, Hoắc công tử cực kỳ xứng đôi với Lục tiểu thư. Sắc mặt Hoắc Ninh còn đen hơn bầu trời đêm, hắn mạnh mẽ xoay người lại, nhìn về phía bóng lưng của Tần Hoan tức giận đến run rẩy. Sau đó hắn cúi đầu xuống, lại nhìn thấy vẻ mặt đong đầy nước mắt của Tần Sương đang nhìn hắn đắm đuối. Hắn cắn chặt răng, cảm thấy từ xứng đôi này của Tần Hoan còn sỉ nhục hơn cả nói hắn là tên bị thịt có thân phận công tử chi phủ. Yến Trì ở bên cạnh tường ngăn phía xa xa kia yên lặng nở nụ cười, đôi mắt phượng của hắn hơi nheo lại nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của Tần Hoan. Bạch Phong, vị Tần cô nương này là họ Tần của Trung Dũng Hầu Phủ ở thành Cẩm Châu. Yến Trì vừa hỏi, trong bóng tối phía sau lưng hắn có một bóng dáng im hơi lặng tiếng xuất hiện, Bạch Phong cúi đầu nói. Là nữ nhi mồ côi của chi thứ hai Trung Dũng Hầu Phủ, phụ thân và mẫu thân vì nguyên nhân ngoài ý muốn nên đã chết từ 7 năm trước, sau đó nàng tạm thời trú ngụ trong Trung Dũng Hầu Phủ ở Kinh Thành 3 năm rồi bị đưa đến Cẩm Châu. Hơi ngừng lại một chút, Bạch Phong lại nói tiếp. Nửa tháng trước nàng rơi xuống hồ mà chết, có tin đồn là bởi vì công tử nhà Hoắc Chi Phủ, nhưng nàng đã chết được một ngày một đêm rồi đột nhiên sống lại, lại còn cứu sống được tỷ nữ đã thắt cổ tự tử của mình. Việc này ồn ào huyên náo khắp trong Tần Phủ, nhưng lại bị Tần Phủ chèn ép che đậy. 3 ngày trước nàng cứu tính mạng Thái trưởng công chúa ở ven đường cho nên hôm nay được Thái trưởng công chúa coi là khách quý. Yến Trì nhíu mày càng chặt, vẻ mênh mông trong đáy mắt dần bị sự trầm trọng thay thế. Tần Hoan. Yến Trì lẩm bẩm. Bạch Phong thoáng ngạc nhiên, chủ tử nhà hắn chưa bao giờ gần nữ sắc, hiện tại lại có hứng thú với vị Tần cô nương mới gặp lần đầu tiên này. Chủ tử, vị Tần cô nương này làm sao vậy? Yến Trì không trả lời, chỉ nhìn về phía Hoắc Ninh vẫn đang đứng trơ ra ở bên kia. Khóe môi hắn khẽ cười, thế nhưng ánh mắt lại hơi ủ rột. Đi điều tra xem vì sao Tần cô nương lại rơi xuống hồ. Bạch Phong sửng sốt. Chẳng phải là vì Hoắc? Chỉ dựa vào hắn? Yến Trì cười nhạt cắt ngang lời nói của Bạch Phong, sau đó hắn thu hồi tầm mắt xoay người đi về hướng cửa phủ. Lúc Tần Hoan đi đến cửa Tây, Tần Sương cũng đỏ mắt đi theo ở phía sau. Tưởng Thị đã lên xe ngựa nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe. Sương Nhi, làm sao vậy? Tần Hoan đang định lên xe ngựa, nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương bị ánh mắt của nàng quét đến, theo bản năng run lên cầm cập, vội vàng lắc đầu. Không sao, không sao. Nói xong liền chui vào xe ngựa của mình nhanh như chạy trốn kẻ địch. Tần Hoan thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm bước lên xe. Bánh xe chuyển động, trong đầu Tần Hoan lại hiện lên dáng vẻ của tiểu thư Tống gia. Nô bộc cùng tùy tùng của nàng đều không phát hiện nàng xảy ra chuyện, vậy thì nàng bị giết như thế nào khi ngồi trong kiệu hoa nhỏ hẹp như thế? Hung thủ lại bằng cách nào vô thanh vô tức cắt mất đầu của nàng? Mới nghĩ đến đây Tần Hoan bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hiện giờ không phải là trước đây, nàng muốn sống yên ổn ở Tần Phủ cũng đã khó rồi. Người chủ thẩm của án tử này cũng không phải phụ thân, nàng nghĩ đến mấy chuyện này để làm gì? Tiểu thư, vừa rồi vì sao người lại dám nói chuyện như vậy với Hoắc công tử? Tuy nói như vậy nhưng Phục Linh cực kỳ sùng bái nhìn Tần Hoan. Ngày trước tiểu thư cứ nhìn thấy Hoắc công tử thì ngay cả nói chuyện to tiếng cũng không dám. Tần Hoan nghiêng đầu nhìn Phục Linh. Ngày trước ta thật sự thích Hoắc công tử. Phục Linh chau mày, hơi do dự gật đầu. Lần đầu tiên tiểu thư gặp Hoắc công tử liền nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu. Tiểu thư đã từng lén lút nói rằng mình hâm mộ dáng vẻ khí phách kiêu ngạo kia của Hoắc công tử. Tần Hoan thở dài bất lực. Có thể là ngày trước hiểu biết quá ít ỏi, hiện giờ ta sửa lại tâm ý rồi. Phục Linh vội vàng gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi, trước giờ tiểu thư rất ít gặp mặt các công tử, chưa nói đến người khác, chỉ cần nhìn dáng vẻ khí phách của thế tử Duệ Thân Vương ngày hôm nay thì Hoắc công tử chính là không thể sánh bằng. Nô tỳ chưa bao giờ gặp qua người nào trông giống chiến thần như vậy. Tần Hoan nheo mắt, khung cảnh tối nay lúc lần đầu tiên gặp Yến Trì lại hiện lên trong đầu. Yến Trì nhập ngũ từ lúc thiếu niên, hắn chinh chiến xa trường quân công hiển hách, ngạo khí cùng sự tôn quý đã vượt qua hẳn cả thân phận thế tử của bản thân hắn. Đó là xương cốt rắn chắc do khói lửa chiến tranh bảo vệ quốc gia đúc thành, đó là dũng khí anh hùng công thành đoạt đất biển máu núi thây tôi luyện ra. Mà lúc Yến Trì chém giết đẫm máu trên sa trường thì có khi Hoắc Ninh vẫn còn đang được nhũ mẫu chăm sóc, bi bô đọc tứ thư ngũ kinh. Hắn lấy cửa gì mà so được với Yến Trì? Tiểu thư, dù sao thì Hoắc công tử vẫn là công tử nhà chi phủ, Người thế này. Phục Linh hơi lo lắng, dù sao ở thành Cẩm Châu thì Hoắc Chi Phủ cũng chính là quan phụ mẫu, địa vị cực kỳ cao. Tần Hoan hơi hất hàm, nghiêm túc nói. Ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho hắn, không để cho hắn thanh tỉnh lại thì hắn lại ảo tưởng chính mình là rồng là phượng không ai sánh bằng rồi. Phục Linh nghe thế giờ khóc giờ cười. Dòng điệu này của tiểu thư thật sự không giống với tiểu cô nương. Tần Hoan cười cười không đáp lời. Nàng từ nhỏ đã lăn lộn theo phụ thân, vốn là hiểu biết thế sự hơn đám bạn cùng lứa. Hiện giờ còn sống lại trong thân phận của người khác nên tâm trạng có thêm phần tang thương. Những điều nàng đã trải qua, có lẽ người bình thường ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra được. Bóng đêm tối đen như mực, Tần Hoan nghĩ đến quá khứ làm trái tim đau đớn quặn thắt. Xe ngựa chậm rãi chạy qua Cẩm Tú Phố, đi thẳng gần nửa canh giờ nữa mới dừng lại ở cổng Tây Tần Phủ. Xe ngựa mới vừa dừng hẳn lại thì một hạ nhân đã chờ rất lâu trong Tần Phủ liền chạy nhào đến đây. Lão phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.